Dạ vâng, em Linh xin kính chào tất cả các bác, cô chú, anh chị em yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Vườn chúng em xin kính chúc tất cả các bác, cô chú, anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và luôn luôn may mắn trong cuộc sống. Chúc cô chú anh chị luôn sưu tầm được những giò lan thật đẹp. Vâng, em xin tự giới thiệu, em là chú kênh Lan Rừng Hồ Công, cũng là chú vườn Lan Rừng Linh Yến. Và em chuyên cung cấp mặt hàng của em là hầu như tất là kiếm của chú anh chị nhé. Kiếm và phi điệp. Nhưng mà cái mùa này là em chỉ làm kiếm thôi. Mùa này là mùa xuống giống, nên là mùa ươm trồng cho tất cả các loại cây, kể cả kiếm vẫn lẫn tất cả các cây trồng. Đấy, em đang ươm trồng. Đây là cái chậu này, chậu trắng Điện Biên. Chậu trắng Điện Biên mà nhìn nó là dòng thuộc dòng Lô Hội, nhưng mà thân lá của nó có chú anh chị nhìn như là tiên vũ. Dòng này rất đẹp, bây giờ đang rất trên được ưa chuộng, đang được rất nhiều người săn lùng trắng Điện Biên đấy. Đây, mùa này các bác trồng này, thấy nó đang bắt đầu nó nhú mầm cực kỳ, đang nhú mầm rất nhiều đấy, đang đẻ mầm đấy. Mùa này là một sinh sản mà. Vâng, và địa chỉ của vườn chúng em là ở xóm Chùa Thông, xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Và vườn chúng em có 3 số điện thoại để liên hệ đặt hàng. Số thứ nhất là số 0947 977 186, và số thứ hai là số 0912 532 056, và số thứ ba là số 035 335 1567. Cả 3 số chúng em đều dùng Zalo của chú anh chị nhé. Vâng, cô chú anh chị đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua 3 số điện thoại trên, hoặc là nhắn tin qua Zalo, qua SMS, chúng em sẽ lắng nghe điện thoại và check tin nhắn trả lời. Vâng, và cô chú anh chị được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán cho bưu tá. Cô chú anh chị lưu ý là khi kiểm tra hàng, cô chú anh chị phải xem các cái tem của bưu điện họ đã bị rạch hay là bị khứa hoặc bị móc chưa. Nếu mà đã bị giờ thì cô chú anh chị không nên mở hàng ra, hãy liên hệ trực tiếp lại cho em. Vâng, vì hôm trước em cũng đã bị móc hàng, mất hàng và cũng đã đền cho khách rồi. Và mặt hàng ngày hôm nay là vườn chúng em về là hàng kiếm rừng nhé. Em là chuyên cung cấp về kiếm, hàng kiếm rừng, kiếm tiên vũ đấy. Mặt hoa sổ số, hoa tỳ duyên, có những người duyên rất là đẹp, đã gặp em và đã được trúng những bông va cực kỳ là xinh, bông bầu cực kỳ là đẹp và rất có giá trị. Hoa kiếm thì thường nở từ tháng, nói chung là nở quanh năm, một là bật mầm, hai là bật hoa. Và chú anh chị nhé. Vâng, em bây giờ em sẽ đi vào từng đơn trong buổi tối ngày hôm nay, tối ngày mùng 3 tháng 3, thứ ba. Vâng, ngoài cái mặt hàng kiếm rừng tiên vũ ra, em còn có mặt hàng là vàng tiên quang này, hàng Thái này, quên mất tên rồi, nói chung quên tên nhưng mà hoa cực đẹp luôn. Em sẽ đi vào các hàng, đơn hàng trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Vâng, đây là bông vàng tiên quang, một trong những bông rất đẹp và nó có ưu điểm là độ dài của hoa dài tới 1m2, các hoa xếp sạt lại với nhau tạo thành một chuỗi rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Đây mà mặt bông đây. Cô chú anh chị kết nối Zalo với số này của em là số 0947977186, em sẽ chuyển những hình ảnh hoa thực tế cho, và vườn chúng em sẽ bảo hành mặt hoa trọn đời. Cô chú anh chị yên tâm, vườn chúng em không vì một chút lợi nhuận nhỏ mà đánh đổi cái tương lai. Đây là vàng tuyên quang đây. Chiều dài của hoa được ưu điểm là lên tới 1m2, cánh xếp rất đẹp đây ạ. Đấy, em cũng còn 2 đơn vàng tuyên quang thôi. Đơn số 1 này, đơn số 1 là một là 2 thân cực to luôn. Nhìn rất to luôn, cả cái lá của chú anh chị này. Củ cũng đẹp, mông má đẹp cực kỳ luôn. Đơn số 1 này em bán với giá là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng cho đơn vàng tuyên quang số 1. Còn có 2 đơn này thôi. Đấy, rất chi là nhiều sưu tầm, nhiều người sưu tầm cái dòng giống này. Các bác tuyên quang bác toàn giữ. Đơn số 1 là 2.800.000, sang đơn số 2 3 thân này em bán với giá là 3.500.000, 3.500.000 đồng. Mông má của chú chị nhìn rất chi là đẹp ưỡn này. 3.500.000, cái này dòng này thì nó đẻ cực nhanh. Nó đẻ 1 năm cho tới tầm 15 20 thân là bình thường. Đấy, nó đẻ cực mắn luôn đấy. Đây, một mẹ cứ 2 măng cái này thì mấy khi mà đầy chậu. Mà đã đẻ ra thì tính tiền thôi. Nhưng cô chú anh chị mua kiếm thì thật sự cũng không sợ phải thiệt lỗ. Kiếm nó ra kinh tế.
đơn số 2 3,5 triệu sang cái mặt hàng thứ hai là một bông thái. Bông thái này thì thật sự là em quên tên rồi, bông thái cực đẹp luôn. Đây nhìn như là bông bông phan trí của chú anh chị. Cô chú anh chị nào chưa có thì cái dòng này nên đáng sưu tầm này. Lưỡi trắng sơ mi 5 cánh vàng, em có cả video luôn. Đây này, đây là video. Đấy, lưỡi trắng sơ mi 5 cánh vàng đấy. Tiếp tục đây, hoa của nó cũng kéo dài đến 1,2 m đến 1,5 m nhá. Hoa của nó đây, em đây, quả hoa của nó đây, rất dài, có video đây, video hoa đây. Đấy, hoa của nó dài cực luôn, quay chạm xuống tận đất luôn. Dòng đáng sưu tầm, đáng là chơi nắm được cả yếu tố, nhưng rất nhiều yếu tố. Lá hoa, lá có thể lên tới là 6 cm. Lá hoa củ rất đẹp. Đơn số 1 là đơn thái số 1, bán với giá là 1,1 triệu này. Đơn số 1, một mẹ một mầm và một mầm con này, mắt ngủ này, mầm đây. Đấy, đơn này là một đơn thân tư. Hôm qua em tách là bị dẫm lên đây em cắt rồi, nên là bán với giá là 1,1 triệu. Thường thường cái dòng này em đang bán với giá là nếu mà thân đấy thì cứ phải tầm 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu, 2 triệu. Vì là thân lá cực đẹp luôn. Vâng, đơn số 1 là 1,1 triệu ạ. Tiếp theo sang đơn số 2. Đơn số 2 em bán với giá là 1,2 triệu. Mang đây. Củ nhìn như củ phan trí của chú chị này. Củ xếp như cánh quạt, cực đẹp luôn. Lá thì ngắn, lùn, nhìn như củ phan trí. Quá đẹp luôn của chú chị. Đơn số 2 1,2 triệu ạ. Sang đơn số 3 em bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu đây. Thân cực khỏe, cực lực đây. Lá thì quá đẹp rồi. Một mẹ một măng này. Đấy. Chú chị cứ nhìn xem. Có đẹp luôn đấy. 1,5 triệu cho đơn số 3. Vâng, em cũng còn có 3 đơn này thôi. Cũng hết rồi. Tiếp theo sang mặt hàng bông này là bông Ria Aliba này. Ria Aliba này. Bông này cũng cực xinh luôn. Đây cô chú anh chị xem ảnh của nó đây này. Đây, bông có sáng, có xinh luôn đây ạ. Cũng là dạng sơ mi, 5 cánh trắng. Đây là hàng Thái của chú anh chị nhá, hàng rừng Thái nhá. Dòng giống tiên vũ. Nó cũng rất yếu tố là, được nhiều yếu tố là kể cả thân lẫn lá, rất đẹp luôn. Đấy, thân lá hoa đều đẹp hết. Đây, đơn số 1 em bán với giá là 1,5 triệu một mẹ một thân này. Một mẹ một măng lớn đây này. Đây, thân lá của chú anh chị nhìn này. Nhưng còn chơi thân lá là đã thấy phê rồi, trên huống gì là... là hoa đẹp nữa thì quá tuyệt vời, mà hoa đấy là quá chuẩn rồi. Hoa này đúng nhìn quá đẹp của chú anh chị ạ. Hàng này làm thuần ở Việt Nam rất lâu của chú anh chị nhá, chứ không phải là hàng đấy nhá, em bóc tách từ thuần Việt Nam mới hơn 2-3 năm nay rồi. Đây, đơn số 1 là 1,5 triệu. Sang đơn số 2, đơn số 2 em bán với giá là 2 triệu này. 2 triệu đơn số 2, một mẹ hai măng này. Trên chậu luôn cô chú anh chị cần gửi chậu thì em sẽ gửi chậu luôn, đang phát triển cực khỏe luôn. Đấy. Lá của nó xếp. Lá to đẹp. Quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đơn số 2 đây là 2 triệu. 2 triệu cho đơn số 2. Đây. Củ cũng đẹp. Chuyển sang cái chậu sành thì thôi rồi. 2 triệu đơn số 2. Sang đơn số 3. Đơn số 3 gồm là 4 thân này. 4 thân này em bán với giá là 4 triệu này, hàng lùn lắm cô chú anh chị nhá. Đấy, lùn đơn số 3 là Gia 3 đấy. 4 thân này em bán giá 4 triệu này. Đấy, cả củ lẫn mông nó đẹp thế đấy. Cái này là về cho hoa luôn này. Cái ốc mầm hoa này sao? Đấy, mầm chuẩn xe luôn này. Chắc là mầm hoa đấy. Đơn này 4 triệu này. 4 triệu đơn số 3 này. Quá đẹp luôn. Phì của chú anh chị. Quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo sang mặt hàng thứ tư là mặt hàng thím rừng tiên vũ. Đấy, hàng rất đẹp lâu này, cực kỳ, lá có tới gần 6 cm. Đơn số 1 này em bán với giá là 250.000 này. Đơn đầu tiên, đơn số 1, 250k. Quá đẹp luôn, bán lá tầm 5 cm của chú chị nhá, đơn mở màn nhá. 250k, bán lá trên 5 cm đấy, cái này. 250k cho đơn đầu tiên, đơn số 1. Rồi, tiếp theo sang đơn số 2.
Đơn số 2 em bán với giá là 450k. Đây, đơn này bán lá 6 sen luôn của chú chị này. Sát 6 sen luôn này này. 5 sen rưỡi đây, chưa bẻ thước đấy. Chung là to, đây là cái lá này này. Lá này phải tầm. Đây, 5 sen rưỡi đây. Đây mà bẻ thước nữa thì thôi rồi. Đó, rất đẹp luôn. Đơn này em bán với giá là 450.000 đồng. Đơn to đùng luôn, quá đẹp luôn. Chúng đào kiếm vô tình, hoa tỷ duyên, quá khủng luôn. 450k đơn số 2. Tiếp theo sang đơn số 3. Đơn số 3 là một dề xanh biếc, rất đẹp luôn. Lá nhìn xanh biếc luôn đấy. Đơn số 3 em cũng bán với giá tương tự là 450k cho đơn kiếm số 3. 450k nó rơi vào tầm 6-7 tép của chú anh chị nhé. 6-7 thân đấy, 450.000 cho đơn số 3 rồi, ok. Tiếp theo sang đơn số 4. Tất cả mặt hàng hôm nay bao đẹp hết của chú chị nhé. Cái lô này quá đẹp luôn. Đây, nhìn cái thân cái lá. Đơn số 4 em bán với giá là 500.000. Đơn này là như 5 thân hay 6 thân gì đấy. Đơn này cực đẹp luôn, nhìn quá phê luôn của chú chị. 500k cho đơn số 4. Đơn này đẹp thế nhỉ. Kể cả chất lá luôn của chú chị này. 500k đơn số 4, đơn quá đẹp luôn rồi, ok. Sang đơn số 5, tương tự vậy, 500k củ to này. Củ to mà xếp này, thân tơ. Này. 500k cho đơn số 5. Đấy, đơn to đồng luôn đó. Bản lá to đồng đều, củ kiếp thì nhìn quá đẹp rồi, 500k đơn số 5. Sang đơn số 6 là một đơn cực đẹp luôn. Rễ quạt này. Cái này không phải là lá nó vàng đó chú chị nhá. Nó kiểu dòng giống của nó như thế nhá. Đó, kiểu quá đẹp luôn của chú chị. Không phải khen nhiều đâu nhưng công nhận là cái lô này đẹp. 650k đơn số 6 của rễ quạt này. Đi vòm lá này. Cực sáng luôn đấy. Cực đẹp, đơn này đẹp đấy. 650k đơn số 6. Tiếp theo sang đơn số 7, 750k là một gồm một đơn xanh. Để cho anh chị cứ nhìn thân lá là biết này. Để trông đẹp. Nghi cái lô này lắm, cái lô này rẻ trúng lắm. 750k cho đơn số 7 ạ. Là tầm chục thân của chú anh chị nha. Chục tép đấy ạ, chục thân. 10 thân. Tầm đó, trên dưới 10 thân. Rồi, 750k đơn số 7. Sang đơn số 8 là bán với giá là 800k. Đơn này cũng không thể kém phần nào mà long trọng. Đó. Quá đẹp luôn, to nhiều lắm cô chú anh chị. Xanh biếc luôn. 800k đơn số 8. Rồi, ok em, đơn quá đẹp luôn. Hàng đáng đây, sưu tầm. Chỉ cần thân lá là chưa tính đến hoa. Sang đơn số 9 em bán 900k. Một đơn bán lá to. Đẹp, 900k đơn số 9. Đơn này thì không thể chê vào đâu được rồi. Đó, cô chú anh chị cứ nhìn này. 900k đơn số 9, bán lá cũng phải tầm 5 sen rưỡi của chú anh chị nhá. Đây, bán lá to, to đùng luôn đấy. Đó. Nhìn to, khủng khiếp luôn. 900k. Sang đơn số 10, em bán với giá là 1 triệu. Đơn số 10, 1 triệu. Cái thần đấm lá đẹp nhỉ. Đấy, sáng. 1 triệu đơn số 10 ạ. 1 triệu đơn số 10, đơn quá đẹp luôn. Nhìn sáng cực. Ok em, 1 triệu đơn số 10. Đơn 11 tương tự vậy, em cũng bán với giá là 1 triệu. Cái này là tách từ một giò to ra. 1 triệu đơn 11. Một triệu. Rồi, ok. Tiếp theo sang đơn 12, em cũng báo giá là 1 triệu. Đơn 12. Đơn cực to luôn. Xẻ hoa xẻ cánh luôn. 1 triệu đơn 12. Cái lá vàng này là do thân giả nhá, cô chú anh chị nhá, chắc có một thân đấy thôi. Đơn 12 là 1 triệu. Đẹp nhỉ. Quá
Quá đẹp, ok. Sang đơn 13, em bán với giá là 800k. Đơn này thì nó nhỏ nhưng mà nó chất, chất lá của nó có đẹp luôn. Cứng đơ luôn, đúng kiếm lá cứng nó khác. Đây, xanh chất. Xanh chất đẹp. Đơn này 800k này. Đẹp phết nhỉ. Có cả lá nhằn, lá sóng tồn này. 800k, đơn số 13, đẹp thế. To đấy, không nhỏ đâu cô chú anh chị. Sang đơn 14 là một rẻ xanh đét luôn. Xanh, sạch, đẹp. Đơn 14 này 1 triệu rưỡi này. 1 triệu rưỡi cho đơn 14 này. Rồi sao anh chọn đi. Ui, đơn này thôi rồi. Tầm 20 thân mà thân nào nó to đùng luôn. Thân lá to đẹp, 1 triệu rưỡi. Rồi, kinh khủng luôn. Đơn 14 1 triệu rưỡi, đơn 15, đơn cuối cùng là một đơn cực đẹp đây. Rất nhiều thân, mà tầm trên 20 thân là ít. Đơn này em bán với giá là 1 triệu 6 này. Em cầm lấy các bác xem. To đùng luôn đấy ạ. 1 triệu 6 cho đơn cuối cùng, đơn 15. To lắm, to tròn, to đỉnh, đỉnh luôn. 1 triệu 6 cho đơn 15. Rồi, ok em. Yeah. Quá đẹp. Vâng, hôm nay em cũng có từng này mặt hàng thôi. Còn cái chậu trắng Điện Biên này, em cho cô chú anh chị xem mặt bông của trắng Điện Biên. Cái này cô chú anh chị nào mà ở đấy thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Đây, bông trắng Điện Biên này. Bông cực kỳ kiêu sa. Đấy, trắng Điện Biên đó. À, thân to này em đang bán nếu các bác đấy, em bán đang bán với giá là 2 triệu rưỡi một thân đây. Thân to này đây. Thân như thân tiên vũ. Nhìn quá chỉ là khủng luôn. Mua cái chậu thì quá ok. Rồi, cuối cùng em xin chào và kính chúc cô chú anh chị một lần nữa luôn luôn mạnh khỏe. Em siêu tầm được những chậu lan, giỏ lan thật là đẹp. Bye bye cô chú anh chị.